Thiền buông thư có nghĩa là chúng ta tập trung vào cái sự buông thư của toàn thân. Ta để cho toàn thân ta buông thư. Từ đỉnh đầu đến gót chân, từ bên ngoài da đến các bộ phận bên trong cơ thể của chúng ta, đem hết sự chú tâm của mình đặt vào những cái bộ phận đó, và chúng ta để ý sự buông thư của từng bộ phận mà chúng ta ý thức đến, chạm đến. Thở vào, buông thư toàn thân, thở ra, buông thư toàn thân. Vào, buông thư, thở ra, chúng ta buông thư. Thở vào, chúng ta đem hết sự tâm ý, đem hết tâm ý của chúng ta để ý đến tóc của mình, từ trên đỉnh đầu của mình. Thở ra, đây là tóc, đây là da đầu của mình. Thở vào, thở ra, ta thở vào, đem sự tập trung của mình ý thức toàn khuôn mặt của mình. Thở ra, buông thư, buông thư toàn khuôn mặt của mình. Thở vào, buông thư, thở ra, buông thư. Vào, ra, thở vào, đem sự chú tâm của mình để ý đến hai con mắt. Thở ra, buông thư hai mắt của mình, thả lỏng hai con mắt của mình. Vào, đây là mắt của mình. Thở ra,
Buông thư hai cái mắt của mình. Thở vào, chúng ta chú tâm đến hai lỗ tai của mình. Thở ra, buông thư hai tai. Vào, thở ra. Đem sự chú tâm của mình lên trên mũi của mình, trên môi của mình. Thở ra, để ý đến sự thư giãn toàn bộ khuôn mặt của mình và các bộ phận trên mặt, từ mắt, tai, mũi, môi, miệng, cằm. Thở ra, buông thư toàn thân, buông thư toàn khuôn mặt của mình. Thở vào, thở ra, buông thư. Thở vào, buông thư toàn cái đầu của mình thật thư giãn, thả lỏng hết tất cả mọi suy nghĩ nặng nề lo lắng. Thở vào, thở ra. Thở vào, buông thư sau gáy của chúng ta, thả lỏng cổ, thả lỏng xuống hai vai của mình, để ý đến che vai của mình, trên cổ của mình. Thở ra, buông thư hai vai, thả lỏng cổ của mình. Vào, thở ra. Giãn cổ gáy hai vai, giãn buông thư, buông thư. Thở vào, để ý đến hai cánh tay của mình, từ trên vai thả lỏng xuống hết tất cả mọi ngón tay. Vào, thở ra. Buông thư từng ngón tay, từng lóng tay, buông thư toàn bàn tay của mình, để ý sự thư giãn của hai cánh tay. Thở vào, thở ra. Cảm nhận máu huyết lưu thông trên hai cánh tay của mình. Vào, buông thư bả vai. Thả lỏng bả vai của mình ra. Thở vào, thở ra. Buông thư hai cái bả vai.
Để ý đến toàn cái lưng của mình, thả lỏng toàn cái bộ phận trên lưng của mình, từ trên hai vai xuống tới thắt lưng của mình, buông thư, buông thư. Thở vào, thở ra. Buông thư, buông thư. Để ý đến hai cái mông của mình, cái đùi của mình, đầu gối của mình, toàn cái chân của mình dài xuống. Và ra lệnh buông thư, buông thư, thả lỏng, buông thư. Thở vào, buông thứ hai chân của mình. Thở ra, cảm nhận sự buông thư của hai chân, an tịnh hai chân. Vào, hai chân buông thư. Thở ra, thư giãn hai chân của mình. Thở vào, thở ra. Để ý đến mắt cá của mình, hai bàn chân của mình, từng ngón chân của mình, thả lỏng buông thư. Thở vào, buông thư toàn cái chân của mình, từ trên đùi xuống tới đầu gối, xuống tới mắt cá, xuống tới từng ngón chân. Thở ra, buông thư, buông thư. Thở vào, thở ra. Cho phép toàn thân mình buông thư, từ trên đỉnh đầu xuống đến gót chân. Thở ra, buông thư từ gót chân của mình lên đến đỉnh đầu. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, buông thư. Nhờ đây xin đại chúng đem sự chú tâm của mình đến những bộ phận bên trong. Đây là trái tim của mình. Thở ra, đây là trái tim của mình. Lắng lòng nghe nhịp đập của trái tim của mình. Buông thư trái tim ra. Thở vào, thở ra. Thở vào, ôm ấp trái tim. Thở ra, ôm ấp trái tim của mình. Thở vào,
Buông thư cả lòng ngực của mình, thở ra, buông thư cả lòng ngực của mình. Thở vào, thở ra. Đem sự chú tâm của mình đến bên tay trái của mình, đó là hai lá phổi của mình, sau lưng của chúng ta. Hơ vào, nghe hai cái lá phổi của mình được phồng lên. Thở ra nó xẹp xuống. Thở vào, thở ra. Buông thư hai lá phổi của mình, thả lỏng hai lá phổi. Thở vào, thả lỏng hai lá phổi của mình. Thở ra, vào, ra. Thở vào, đem sự chú ý của mình đến lá gan của mình. Lá gan của mình hoạt động ngày đêm để lọc những chất béo, những chất độc tố. Thở vào, cảm ơn lá gan của mình. Thở ra, buông thư ra lá gan của mình. Vào, thở ra. Thở vào, đem hết sự chú ý của mình đến cái lá lách nằm cạnh bên lá gan của mình. Thở ra, lá lách, lá mật được buông thư, tiếp xúc với năng lượng biết ơn. Thở ra, thở vào. Thở vào, thật cảm nhận cái bao tử của mình. Thở ra, buông thư bao tử của mình. Vào, bao tử của mình được buông thư. Thở ra, bao tử của mình được thư giãn. Thở vào, tiếp xúc với bao tử từ bên trong, bên ngoài bao tử. Thở vào, tiếp xúc với ruột của mình. Đây là ruột già, bao quanh lấy ruột non của mình. Thở ra, cảm nhận từng đoạn ruột của mình. Buông thư toàn bộ ruột của mình. Thả lỏng toàn cái ruột của mình. Thở vào, thở ra. Thở vào,
chúng ta đem sự chú tâm của mình đến hai cái quả thần nằm sau lưng của chúng ta, nằm trên thắt lưng một chút, cảm nhận được hai cái quả thần của mình ngày đêm giữ ấm cho chúng ta. Thở ra buông thư quả thần của mình vào, thở thở ra buông thư quả thần của mình, hơi thở vào buông thư toàn bộ quả thần của mình, hơi thở ra cảm ơn biết ơn quả thần của mình. Thở vào và tiếp xúc với toàn thân của ta, bên trong của ta. Thở ra buông thư tất cả những cơ quan bên trong của ta. Vào, thở ra. Thở vào và thả lỏng toàn thân của ta, từ đỉnh đầu đến gót chân, tóc, hai mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, môi, miệng, răng, lưỡi, hai bên xương quai hàm của ta. Thả lỏng hết tất cả những gì thuộc về ta, về thân thể này. Ra lệnh buông thư, buông thư, buông thư. Thở vào, thở ra. Ta để ý đến hai vai, buông thư hai vai. Thả lỏng xuống hai cánh tay, buông hết tất cả mọi căng thẳng mệt mỏi trên cánh tay của mình, đến từ cuộc vai của mình xuống đến tất cả các ngón tay, các khớp tay. Thở ra, buông thư, buông thư, buông thư. Thở vào, thả lỏng hết tất cả những cơ bắp trên ngực của ta, trên bụng của ta, trên lưng của mình. Thở ra, buông thư toàn thân. Thở vào, thở ra. Thở vào, thật đem sự chú tâm của mình đặt trên hai cái vai, hai đùi của mình, hai đầu gối, buông thư toàn cái chân của mình, từ đùi xuống đến các ngón chân. Thở ra, buông thư, buông thư. Thở vào, bắt đầu ta cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thở ra, buông thư nhẹ nhàng. Thở vào, thở ra. Toàn thân
sức cho nhẹ nhàng thanh thản. Thở vào bao nhiêu lo lắng mệt nhọc trong cơ thể của mình buông thư thả lỏng hết, không còn cái gì trên người của mình. Thở ra buông nhẹ toàn thân. Thở vào thở ra. Nằm trên cửa tình đồ. Tình đồ ở đây. Đây là tình đồ. Đây là tình đồ. Tình đồ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Một là la chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra chút chung, tâm không ràng buồn. Chiều giao tháng ngày, đây là tình độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Buồn là lá chín, pháp là mây bay. Thân thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra chút lây, tâm không ràng buồn. Tiêu dao tháng ngày, tâm không ràng buồn. Tiêu dao tháng ngày, trở về với hơi thở của mình, quay về nương tựa trên hơi thở, buông nhẹ hơi thở, thở vào. Làm
chiếu không gian thanh thang. Bao nhiêu phiền muộn tiêu tan hết, bao nhiêu mệt mỏi cơ thể của mình buông xuống, thả toàn thân, buông thư toàn thân vào.
xoa cái mặt của mình, massage cái mặt của mình, móng tay của mình thì massage lên tóc của mình, lên đầu của mình, tiếp dần tiếp xúc với cái da đầu, buông thân nhẹ nhàng, xoa xuống cổ của mình. Xoa hai bên cổ tay, buông xuống hai cổ, hai bên cổ của mình. Xoa bên hai cái tay của mình, hai bên cái tay. Xoa xuống, rơi xuống. Bắt tay của mình, từ ngón tay của mình. Thả lỏng, để ý đến từng ngón tay của mình. Chương trình nào hấp dẫn của cái chương trình này, mấy cái thầy khóa kia thì con bộ nghe tiếng chuông tới giờ cũng còn chưa có đi, thầy bước ra thì thấy năm hết có thể là mình chọn cách trong 5 phút thôi, cái tự nhiên kêu mình nghe tiếng chuông rất hơn,
bắt đầu nghe, mà nó nghe thì lúc đó nó phải lắm, đó là cơ nghiệp của thầy, ví dụ như việc đó giống hay không. Cho nên có thể 5 phút đầu mình nghe mình chìm thì cái ngủ, nhưng mà nghe tiếng chuông thì nghe 20 phút sau, 30 phút sau tự nhiên là lúc nào mình thức là mình nghe cái cơ thể của mình. Thực ra thiền buông thư có nghĩa là mà lắng nghe cái sự buông thư của toàn thân mình. Nhân từ chuyên môn chiều nay chúng ta sẽ được cái điều đó là an tịnh thân hành, chứ không phải là thiền ngủ. An tịnh tức là làm cái thân của mình thực sự là lắng dịu, tất cả mọi cái cơ bắp và nói với trong người của mình đã được học sự lắng lại, định để ý. Và mình có cái quyền của mình tắt ý, mình ra lệnh, mình bảo thân của mình là giờ này là thương lại hết, buông thư. Thật sự thế này, buông thư nó không phải là phương pháp mình tưởng tượng. Thì buông thư không phải là mình tưởng tượng cái thân của mình đã buông thư, là mình thấy cái thân của mình. Khi nào mình chưa có thực sự buông thư thì mình làm biết. Mà cái hay nhất là mình ra lệnh, mình giúp mình order, mình cho một cái order cho cái thân của mình. Thầy đến cái đại chúng, mình có thể tự làm được. Vì vậy có thể ngồi lên ghế sofa, để nghe tâm tư, tắt ý từ lần đầu cho đến cái góc chân của mình, tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình buông, trong cơ thể buông thả, ngưng hết mọi hoạt động. Đó là cái cách chúng ta có thể phục hồi sức khỏe cho bản thân trong cái cách đó. Giống như hồi xưa thầy đi học buồn ngủ mà học bài mà ngồi lên ghế buông thư mà nắm cái muỗng, hay chừng nào mà buông thả mà lấy cái muỗng xuống cái nghĩa là một cái muỗng nó rớt xuống cái nền gạch thì nó kêu âm thanh nó bằng lớn, nó cũng tỉnh thầm hơi, nó cũng một cách nghe một âm thanh lớn muốn cập. Bây giờ thì để chúng nghe tiếng khánh chúng ta đứng lên, chúng ta xả nhau xả buồn, rồi chúng ta nghỉ ngơi chút xíu 2:30 nhé. 2:30 chúng ta bắt đầu là 2:30 chúng ta có 12 giờ rồi. Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi khoảng tầm 5 phút, vì nào có cần đi vệ sinh thì đi vệ sinh.